chính sách cải tạo nhà đã được thực hiện nhiều năm như vậy. Làng Sơn Hùng Sa còn có nhiều nhà nguy hiểm như vậy? Thật sự chưa bao giờ rút tiền. Là thư ký như vậy, trong thị trấn là trực tiếp mời thợ thủ công, kiểm tra từng nhà trong làng, và một số chỗ bị hư hỏng để sửa chữa. Vì vậy, mặc dù không trả tiền, nhưng đúng là tốn tiền sửa rồi. Ha ha, cải tạo sông là hai việc khác nhau, sửa chữa sẽ chỉ ngày càng bị hỏng. Tôi không quan tâm, cuối năm nay tất cả các tòa nhà nguy hiểm không đáp ứng điều kiện phải được cải tạo hoàn toàn ở đây tôi cảnh báo một số đồng chí tiền gì nên lấy tiền gì không nên lấy chính sách cải tạo nhà nguy hiểm đã được thực hiện nhiều năm như vậy nhà nguy hiểm ở làng sơn hùng vẫn còn nhiều như vậy thật không thể tin được thư ký tôi sẽ để thị trưởng lý xuân phúc sau bắt đầu cải tạo nhà nguy hiểm bí thư miêu cho đến giờ cơ sở nuôi ếch bò quy mô chăn nuôi đã hoàn thành là bốn mẫu anh đã phát hành 80.000 con giống ích bò, quy mô giai đoạn đầu của cơ sở nuôi ích bò, tổng cộng là 20 làm mẫu. 21 mẫu anh vẫn đang được mở rộng. Rất tốt, là một mẫu này tốn bao nhiêu tiền? Ha ha ha, tính cả nhà kính. Chi phí là 210.000. Ha 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 ha. Bạn vừa nói tổng kích thước là 20 làm mẫu anh. Một mẫu anh có giá 210.000. Chỉ riêng chi phí xây dựng là 5,25 triệu. Không phải các bạn chỉ quyên góp được 1 triệu sao. Mê mơ, kế hoạch này là làm 4 mẫu trước nhưng không phải nghe nói thị trấn và quận sẽ đầu tư 5 triệu sao, nên tôi tăng lên 20 làm mẫu. Ha ha, tin tức rất thông minh. Bạn không sợ thị trấn và quận không đầu tư tiền cho bạn sao? Vậy cũng không sao, chỉ nợ hơn 4 triệu thôi, khi 80.000 con ếch được đã được đưa vào đây trưởng thành. Vào thị trường, nó sẽ mang lại cho tôi gần 3 triệu đô la, hai tháng nữa là trả hết 3 triệu nữa. Tôi tin, công ty nhà kính đợi 4 tháng vẫn có thể đợi được. Đây là một dự án tốt. Hiện nay đảng ủy rất coi trọng làm việc chăm chỉ để trở thành ngành kinh tế của tỉnh lạc an ha ha thư ký miêu không phải tôi khoe khoang miễn là có tiền công ty nuôi ếch bò sẽ đạt được vào cuối năm nay doanh thu bán hàng lý xuân phúc và các cán bộ chính ủy khác tất cả đều tỏ ra ngạc nhiên trương văn kiệt và miêu cà không ngạc nhiên bởi vì họ đã thanh toán từ lâu rồi nếu không cũng sẽ không coi trọng dự án này như vậy kênh giao hàng đã tìm thấy chưa cái này vẫn chưa có tôi định đợi mọi thứ xong rồi mới đi tìm kênh vận chuyển bên này chính quyền quận tìm cho bạn bạn chỉ cần làm xong cơ sở nuôi ếch bò của bạn. Ồ, oh, cảm ơn rất nhiều, thư ký. Ha 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 ha. Tôi không muốn lời cảm ơn của bạn. Tôi muốn hành động của anh. Cảm ơn anh đã giao cho em một nhiệm vụ làm cho công ty lớn mạnh. Làm cho quy mô lớn, cung cấp nhiều việc làm, nâng cao trình độ kinh tế của thị trấn Lạc An và thậm chí toàn bộ tuyến. Ha ha ha, hoàn toàn không có vấn đề gì, thư ký Miêu. Nhưng bạn xem sắp đến trưa rồi, nếu không thì ăn một bữa ở đây rồi đi thôi. Ha 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 ha. Được rồi, đầu tư hàng triệu. Đã đến lúc ăn một bữa và quay lại bàn gốc. Con trai, tình huống thế nào? Khoản vay có sao không? Bí thư miêu cá lúc đi thì vui như vậy. 89 trên 10 về cơ bản ổn định rồi. Các vị, làng Sơn Hùng chúng ta sắp phát triển rồi. Chủ thứ hai, việc cải tạo tòa nhà nguy hiểm mà thư ký đề cập, bạn vất vả một chút, chịu trách nhiệm kết nối với chính quyền thị trấn, thúc giục họ tài trợ càng sớm càng tốt. Sau này mỗi ngày tôi đều đến chính quyền thị trấn thúc dụng. Tiền đầu tư đã được gửi đi rồi, bạn đã nhận được chưa? Âu đã nhận được thư ký Miêu. Nhấn để làm tốt, lớn hơn và mạnh hơn. Tôi và Đảng ủy xem kênh vận chuyển ếch bò có liên quan của bạn. Các cơ quan liên quan của ủy ban chính trị quận cũng đã hành động rồi. Ha ha, thư ký Miêu hoàn toàn không có vấn đề gì. chào thư ký hùng khôn đến thị trấn đi số lượng nhà nguy hiểm cần cải tạo trong làng của bạn báo một cái lại đây được rồi được rồi tôi sẽ đến ngay thư ký trương chú ngụy chú đã thống kê những ngôi nhà nguy hiểm ở làng chúng tôi chưa đã thống kê lâu rồi còn có hình ảnh bạn cần không bạn cần tôi gửi đến ngay lập tức không cần đâu bạn chuẩn bị xong rồi tôi qua lấy là được rồi vậy tôi sẽ đợi bạn ở văn phòng